Tình yêu Thiên Chúa tỏ bày nơi dấu lạ tiệc cưới Cana. Vào trưa Chủ nhật 16 tháng 1, tại cửa sổ dinh Tông Tòa, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Ferro. Trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha có bài huấn dụ ngắn với các tín hữu. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha mời gọi suy tư về dấu lạ tiệc cưới Cana, một dấu lạ tỏ bày tình yêu của Thiên Chúa. Kính mời quý vị cùng nghe bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Cari fratelli e sorelle, buongiorno. odierna narra l'episodio delle Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tin mừng phụng vụ hôm nay thuật lại diễn biến tiệc cưới Cana, nơi Chúa Giêsu biến nước thành rượu trong ngày vui của đôi tân hôn và có thể kết luận thế này. Đây là sự khởi đầu các dấu lạ của Chúa Giêsu, người đã bày tỏ vinh quang và các môn đệ đã tin vào người. Chúng ta lưu ý rằng Thánh sử Sao An không nói về phép lạ, nghĩa là một biến cố quyền năng và phi thường tạo ra sự kinh ngạc. Ông viết rằng một dấu lạ, dấu chỉ xảy ra ở Cana và nó làm khơi dậy đức tin của các môn đệ. Sau đó chúng ta có thể tự hỏi, theo tin mừng, một dấu lạ là gì? một dấu lạ là dấu vết cho thấy tình yêu của thiên chúa vốn là điều không tạo nên sự chú ý đến sức mạnh của cử chỉ nhưng hướng đến tình yêu đã khởi phát nó nó dạy chúng ta một điều gì đó về tình yêu của thiên chúa tình yêu luôn gần gũi dịu dàng và đầy lòng trắc ẩn dấu lạ đầu tiên xảy ra khi một đôi tân hôn đang gặp rắc rối trong ngày quan trọng nhất của cuộc đời giữa bữa tiệc một điều thiết yếu là rượu đã bị thiếu và niềm vui có nguy cơ bị dập tắt giữa những lời chỉ trích và không hài lòng của khách mời. Làm thế nào mà tiệc cưới tiếp tục diễn ra mà chỉ toàn là nước? Thật là tệ, đôi tân hôn sẽ trông rất tệ. Chính Đức Mẹ đã nhận ra được vấn đề và kính đáo báo cho Chúa Giêsu và người đã can thiệp một cách lặng lẽ, hầu như không để lộ ra, mọi việc diễn ra trong bí mật nơi hậu trường. Chúa Giêsu bảo các gia nhân đổ đầy nước vào các chung để trở thành rượu. Đây là cách Thiên Chúa hành động với sự gần gũi và kín đáo. Các môn đệ của Chúa Giêsu nhận ra được điều này. Họ thấy rằng nhờ người mà tiệc cưới càng trở nên đẹp đẽ hơn và họ cũng nhìn thấy cách thức hành động, cung cách phục vụ của Chúa Giêsu trong sự ẩn mình. Đó là chính Chúa Giêsu, người giúp đỡ chúng ta phục vụ chúng ta trong sự ẩn mình trong khoảng khắc đấy và rồi rất nhiều lời khen về rượu ngon dành cho Tân Lan thế nên hạt mầm đức tin bắt đầu phát triển trong họ tức là họ tin rằng Thiên Chúa tình yêu của Thiên Chúa đang hiện diện nơi Chúa Giêsu thật tốt khi nghĩ rằng dấu lạ đầu tiên mà Chúa Giêsu thực hiện không phải là một sự chữa lành phi thường hay một điều kỳ diệu trong đền thờ Jerusalem mà là một cử chỉ đáp ứng nhu cầu đơn giản và cụ thể của những người bình thường một cử chỉ ngay trong nhà một phép lạ chúng ta có thể nói như vậy đi kiển chân kín đáo thầm lặng người sẵn sàng giúp đỡ và nâng đỡ chúng ta và sau đó nếu chúng ta chú ý đến những dấu lạ này thì chúng ta sẽ được tình yêu của người chinh phục và chúng ta trở thành môn đệ của người nhưng có một điểm khác biệt nơi dấu lạ Cana. Nói chung, rượu được đưa ra cho đến cuối bữa tiệc là loại kém ngon, vì đó là loại đã được pha nhiều nước, thậm chí ngày nay người ta cũng làm như vậy, người ta không thể phân biệt rõ đâu là rượu ngon và đâu là rượu pha nước. Ngược lại, Chúa Giêsu làm cho bữa tiệc kết thúc với loại rượu ngon nhất. Điều này cho chúng ta thấy một cách biểu tượng rằng Thiên Chúa muốn điều tốt nhất cho chúng ta. Người muốn chúng ta hạnh phúc, nó không đặt ra giới hạn và không yêu cầu chúng ta về lợi ích. Trong dấu lạ của Chúa Giêsu không có chỗ cho những động cơ khác để đưa ra yêu sách đối với đôi tân hôn. Không, niềm vui mà Chúa Giêsu để lại trong trái tim là niềm vui tràn đầy và nhưng không. Nó không phải là niềm vui pha nước. Vì vậy, tôi đề nghị một bài tập có thể giúp ích cho chúng ta rất nhiều hôm nay tôi hãy thử lục lại ký ức để tìm kiếm những dấu lạ mà chúa đã thực hiện trong cuộc đời tôi mỗi người hãy hỏi trong đời tôi chúa đã thực hiện dấu lạ nào chúa gợi lên điều gì về sự hiện diện của người những dấu lạ được thực hiện cho chúng ta thấy rằng người yêu thương chúng ta khoảnh khắc khó khăn mà chúa đã giúp tôi cảm nghiệm được tình yêu của người và chúng ta hãy tự hỏi qua những dấu lạ nào kín đáo và ân cần người đã làm cho tôi cảm nhận được sự dịu dàng của người khi tôi cảm thấy chúa gần gũi hơn khi nào tôi cảm thấy sự dịu dàng lòng trắc ẩn của người mỗi người trong chúng ta trong lịch sử đời mình đều có những khoảnh khắc này chúng ta hãy khám phá ra những dấu lạ đó ghi nhớ chúng làm thế nào tôi khám phá ra sự gần gũi của người và một niềm vui lớn vẫn còn trong lòng tôi thế nào chúng ta hãy hồi tưởng lại những khoảnh khắc mà chúng ta cảm nghiệm sự hiện diện của người và sự chuyển cầu của mẹ Maria xin mẹ như ở Cana mẹ luôn để ý giúp chúng ta biết trân trọng những dấu lạ của Chúa trong cuộc đời chúng ta Father, Filius, Spiritus, Amen. <laughs>